Và khi mà trả lời câu hỏi đúng thì bạn sẽ tiến lên một bước. Đó. Đấy, mà hết thời gian thì sẽ bị chuyển sang màn hình game over. Phần câu lệnh của bạn mèo thì sẽ là khi bấm vào lá cờ xanh nói xin chào trong 2 giây, nói các bạn hãy giúp chị ấy nhận quả nhé trong 2 giây. Phát tin bắt đầu liên tục đặt một thành lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 10, đặt 2 thành lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 10, đặt tổng thành 1 cộng 2, hỏi kết hợp 1 kết hợp cộng 2 bằng mấy và đợi. Nếu trả lời bằng tổng thì phát âm thanh win đến hết, nói chính xác trong vòng 1 giây, thay đổi vị trí 1 lượng 1, nếu không thì thay đổi vị trí 1 lượng -1, phát âm thanh đến hết. Còn về phần của bạn thì khi bấm vào lá cờ xanh đi tới điểm x 120, y trừ 118, đặt vị trí thành 0, đợi đến khi vị trí bằng 1, bước trong 2 giây đến x 139, y trừ 116, đợi đến khi vị trí bằng 2, bước trong 2 giây đến x bằng 60, y bằng trừ 115, đợi đến khi vị trí bằng 3, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 56, y trừ 116, đợi đến khi vị trí bằng 4, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 85, y bằng 109, y bằng trừ 109, đợi đến khi vị trí bằng 5, lướt trong 2 giây đến 118, y bằng trừ 108, đợi đến khi vị trí bằng 6, trong 2 giây đến điểm 202, y bằng 3, đợi đến khi x bằng 7, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 141, y bằng 0, đợi đến khi vị trí bằng 8, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 59, y bằng 1, đợi đến khi vị trí bằng 9, lướt trong 2 giây đến đợi đến điểm x bằng trừ 41, y trừ 5, đến khi vị trí bằng 10, lướt trong 2 giây đến điểm x trừ 123, y trừ 1, đợi đến khi vị trí bằng 11, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 208, y trừ 221, đợi đến khi vị trí bằng 12, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 142, y bằng 127, đến khi vị trí bằng 13, lướt trong 2 giây đến điểm x bằng 444, y bằng 120, đến khi vị trí bằng 14, lướt trong 2 giây đến điểm x trừ 34, y trừ 115, đến khi vị trí bằng 15, lướt trong 2 giây tại điểm x trừ 121, y bằng 112. Bài thuyết trình của con đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã nghe. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Kim Ngọc. Các bạn trong lớp chúng ta có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn Ngọc không? Cô mời Bảo Trâm nào. Bảo Trâm có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn Ngọc không, Bảo Trâm?
Bảo Trâm ơi. Bảo Trâm. Hình như bạn Bảo Trâm không nghe thấy cô nói sao? Cô mời bạn Việt Bách nào. Việt Bách có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn Kim Ngọc không? Cô nói về phần thuyết trình của bạn thì con thấy là bạn thuyết trình khá là rõ ràng ạ. Ừ. Rồi, ok, cô cảm ơn bạn là Việt Bách. Các bạn khác thì sao? Ừ, rồi, cô sẽ dẫn xét một chút về phần thuyết trình của bạn Kim Ngọc nhé. Trước tiên thì đối với phần sản phẩm thì cô thấy là sản phẩm của Kim Ngọc đã đảm bảo kiến thức này. Các hình ảnh trong bài của con khá là đẹp mắt, khá là trau chuốt cho cái phần hình ảnh trong sản phẩm của mình. Cô khuyến khích Kim Ngọc có thể sáng tạo thêm các cái chức năng mới cho sản phẩm. Còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì cô thấy kỹ năng thuyết trình của con mình vẫn cần phải rèn luyện thêm. Thứ nhất là cần đảm bảo cho cô cái nguyên tắc khi mà con mô tả, đó là màn hình của mình hoạt động đến đâu thì con sẽ mô tả đến đó. Chú ý phần này nhé. Thứ hai đó là cô thấy là bạn Kim Ngọc khá là hiểu về sản phẩm của mình, tuy nhiên thì cần nói to rõ ràng và tự tin hơn một chút, vẫn còn hơi rụt rè, chưa được tự tin lắm. Thì cô hy vọng sản phẩm sau thì bạn Kim Ngọc sẽ được tự tin hơn. Rồi, ok, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Kim Ngọc.